quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái, gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ, nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống. Dành dụm được chút ít, nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề, nên chị cầm lòng không đặn. Dù không có nhiều tiền, nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sống tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp: "Ăn để sạch miệng." Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ. Má chị thường nói có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày ổng không ăn làm cho ôi thiêu rồi đổ đi, cho nên bây giờ phải trả quả báo chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi, trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc vô như nước. Thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chị lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba,
anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh, rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong Âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí, đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại vân vân của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra. Chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung, đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này. Đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết,
khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt, ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của người cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tính tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ chí thân từ thời trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ tam bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp ít số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết,
mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chiếc bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba: quả báo nhãn tiền, giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi, mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này con dễ bị động kinh. Tôi gắt: vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa, chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiêng gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận: cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu gây vàng da và niêm mạc, vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về.
con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4 cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần, tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ đến chậm rãi, khoan thay, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình vốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ thấy một cụ già tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây anh có giết thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chấp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chấp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá, trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo oán? Đạo sĩ thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật,
hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau, con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Câu chuyện thứ tư, quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: "Mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chứ chờ vợ mày đến bao giờ?" Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: "Tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy." Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin. Thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ năm, quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu: "Thà rằng khuấy động nghìn sông, còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo." Luật nhân quả ở đời: làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh.
lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Phủ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Phủ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm. Thế là bí thư Phủ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc đã quyết định cử hai người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. Hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: "Không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội." Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được. Liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của bí thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường. Hễ động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của bí thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông. Mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học. Người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Ông nói: "Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả." Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Phủ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội
và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ. Nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán, ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống, dành dụm được chút ít. Nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề, nên chị cầm lòng không đặng. Dù không có nhiều tiền, nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sống tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm,
chỉ đến thăm bà thì thấy bà đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp, ăn để sạch miệng. Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ. Má chị thường nói, có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày, ổng không ăn, làm cho ôi thiêu rồi đổ đi. Cho nên bây giờ phải trả quả báo, chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi, trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị, cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn, vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả, xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc vô như nước. Thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chỉ lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh. Rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn. Cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng,
thức ăn ngũ cốc làm sao có được. Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại vân vân của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra. Chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung, đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này, đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết. Khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt, ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của người cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy, chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tính tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác
ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ Chí Thân từ thời trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ tam bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp tích số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo, nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh, chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba, quả báo nhãn tiền giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang, nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu:
Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại, em cứ thấy ác ác thế nào ấy. Con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu, sau này con dễ bị động kinh. Tôi gắt, vớ vẩn, đứa nào bảo thế để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như văm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận, cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về, còn tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần. Tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ, đến chậm rãi, khoan thai, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình, vốc nước uống, hương vị mát lạnh, thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình, phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ, thấy một cụ già, tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc, tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì.
tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này, cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây anh có giết thịt con khỉ Long Vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ Long Vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chắp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá, trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo oán? Đạo sĩ Thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ Thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Câu chuyện thứ 4. Quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chưa chờ vợ mày đến bao giờ? Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm, vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy. Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ
chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin. Thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chủ này ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước, tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng, bất lực, nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ 5. Quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu, thà rằng khuấy động nghìn sông còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo. Luật nhân quả ở đời, làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh. Lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Vũ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Vũ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm, thế là bí thư Vũ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc đã quyết định cử 2 người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. 2 người dân này đến miếu thắp 3 nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội. Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được. Liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của bí thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường. Hễ động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của bí thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm.
Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Ông nói: "Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả." Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Vũ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai, một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà, bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ, nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi.
cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái, gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ, nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống. Dành dụm được chút ít, nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề, nên chị cầm lòng không đặn. Dù không có nhiều tiền, nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sống tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp: "Ăn để sạch miệng." Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ. Má chị thường nói có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày ổng không ăn làm cho ôi thiêu rồi đổ đi, cho nên bây giờ phải trả quả báo chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả, xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc vô như nước, thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chỉ lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh, rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai
kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí, đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại v.v. của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra. Chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó, chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này. Đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết. Khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt, ăn không hết
thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của người cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy, Chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tính tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ chí thân từ thời trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ tam bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp ít số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở
giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba: quả báo nhãn tiền giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi, mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu, sau này con dễ bị động kinh. Tôi gắt: vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiêng gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận: cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về, còn tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4 cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống 2 mông,
Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần, tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù, chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ đến chậm rãi, khoan thay, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình vốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ, thấy một cụ già, tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thăm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây anh có giết thịt con khỉ Long Vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ Long Vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi. Lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chắp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá. Trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo án? Đạo sĩ thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước.
Câu chuyện thứ tư, quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: "Mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chưa chờ vợ mày đến bao giờ. Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe." Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm, vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: "Tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy." Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin. Thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ năm, quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu: "Thà rằng khuấy động nghìn sông, còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo." Luật nhân quả ở đời: làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh. Lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Phủ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Phủ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm. Thế là bí thư Vũ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc
đã quyết định cử hai người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. Hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: "Không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội." Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được, liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành, nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức, mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của Bí Thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường, hãy động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của Bí Thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hỏi ông đã xảy ra chuyện gì, ông nói: "Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả." Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Vũ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà, bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ, nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn.
biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm, đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn. Ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ. Nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống. Dành dụm được chút ít, nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề, nên chị cầm lòng không đặng. Dù không có nhiều tiền, nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sắm tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp: "Ăn để sạch miệng." Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ.
Má chị thường nói, có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày, ổng không ăn, làm cho ôi thiêu rồi đổ đi. Cho nên bây giờ phải trả quả báo, chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi, trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị, cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn, vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả, xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc vô như nước. Thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chị lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh. Rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong Âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí, đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại vân vân của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói
Nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra. Chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung, đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này. Đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết. Khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của người cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy, chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tín tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ chí thân từ thời trai trẻ,
nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ Tam Bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp ít số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hãy có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba, quả báo nhãn tiền giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang, nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng vợ tôi kêu, anh ơi em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu
sau này con dễ bị động kinh. Tôi gắt, vớ vẩn, đứa nào bảo thế để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận. Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về, còn tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần. Tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ đến chậm rãi, khoan thai, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn Bồng Lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình vốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ thấy một cụ già tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ong phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi.
Trước đây anh có giết thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chắp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá, trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo oán? Đạo sĩ Thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ Thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau, con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Câu chuyện thứ 4. Quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: "Mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chưa chờ vợ mày đến bao giờ?" Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm, vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: "Tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy." Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵn đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin.
thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước, tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ 5. Quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu, thà rằng khuấy động nghìn sông còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo. Luật nhân quả ở đời, làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh. Lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Phủ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Phủ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm. Thế là bí thư Phủ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc đã quyết định cử hai người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. Hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội. Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được. Liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của bí thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường. Hễ động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của bí thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Ông nói,
Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả. Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên, ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Vũ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai, một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà, bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ, nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ. Nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu.
Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống. Dành dụm được chút ít, nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề, nên chị cầm lòng không đặng. Dù không có nhiều tiền, nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo, thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sắm tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp: "Ăn để sạch miệng." Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ. Má chị thường nói, có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày, ổng không ăn, làm cho ôi thiêu rồi đổ đi. Cho nên bây giờ phải trả quả báo, chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi, trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị, cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả, xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc vô như nước, thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chị lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh, rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui.
những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại v.v. của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra. Chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người, chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó, chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này. Đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết. Khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt, ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt
thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí hiểu biết đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tính tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ Chí Thân từ thời trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ tam bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp ít số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng,
với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba, quả báo nhãn tiền giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang, nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: "Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu, sau này con dễ bị động kinh." Tôi gắt: "Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe." Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận, cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về, còn tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4 cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống 2 mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần.
tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ đến chậm rãi, khoan thay, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình vốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ, thấy một cụ già, tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ông phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây anh có giết thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen, cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi. Lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chắp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá. Trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo án? Đạo sĩ thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau, nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Câu chuyện thứ 4. Quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng.
Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: "Mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chưa chờ vợ mày đến bao giờ?" "Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe." Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: "Tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy." Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin. Thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ 5: quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu: "Thà rằng khuấy động nghìn sông, còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo." Luật nhân quả ở đời: làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh. Lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Vũ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Vũ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm, thế là bí thư Vũ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc đã quyết định cử hai người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. Hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: "Không phải chúng con có ý bất kính,
đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội. Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được. Liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của Bí Thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường. Hễ động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của Bí Thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Ông nói: tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả. Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được. Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Vũ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai, một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà, bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên
lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ. Nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi, trời ơi!" rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời làm thuê làm mướn để kiếm sống. Dành dụm được chút ít nhưng thấy hoàn cảnh của ba thiếu thốn trăm bề nên chị cầm lòng không đặng. Dù không có nhiều tiền nhưng chị vẫn âm thầm giúp đỡ ba. Nhưng phải thật khéo léo vì sợ dì và mấy đứa con làm khó ba. Mỗi tuần chị đều mua thịt, gạo đến cho ba. Lần nào đến thăm, chị đều cho ba chị 20 đồng. Còn má mới thì 30 đồng để dì khỏi phân bì. Nhưng khi dì quay mặt đi thì chị nhanh tay nhét vào túi ba thêm 50 đồng nữa. Phòng hờ khi dì có lấy của ba 20 đồng thì ba vẫn còn 50 đồng mà xài. Thỉnh thoảng các anh em than đói nhà không còn gạo. Thế là chị phải sang nhà bên mượn đỡ để anh em sống tạm qua ngày. Cuộc sống túng thiếu của gia đình ba chị mỗi ngày trầm trọng hơn, không thấy dấu hiệu khá lên. Một hôm chị đến thăm ba thì thấy ba đang nhai các mắt mía của người ta bỏ. Chị hỏi tại sao ba lại ăn những thứ này. Ba chị đáp: "Ăn để sạch miệng." Sau này chị mới biết vì quá nghèo đói nên ăn mắt mía mà sống qua ngày. Cuối cùng, ba chị chết trong cảnh nghèo đói, thật đau khổ. Má chị thường nói, có lẽ lúc trước đồ ăn để cho ba mày, ổng không ăn, làm cho ôi thiêu rồi đổ đi, cho nên bây giờ phải trả quả báo, chết trong sự nghèo đói. Chị kể tới đây thì khóc sụt sùi,
trong khi xe đang chở phái đoàn trên những đoạn đường gồ ghề của xứ Ấn. Chị nói thêm về người anh thứ hai của chị cũng bị nghèo đói, bệnh tật, chết trong nỗi cô đơn vì tính bỏng sẻn với chính gia đình và các người khác. Anh thứ hai rất thông minh, bạc thiệp, khó ai trong gia đình chị sánh bằng. Sau khi lập gia đình, anh làm ăn rất khá, tiền của dư giả, xây cất nhà cửa khang trang, 5-6 lầu. Tiền bạc phô như nước. Thế mà anh chưa bao giờ giúp đỡ ba má hay anh em trong gia đình dù đang gặp khó khăn. Không ai có thể ăn được của anh dù một đồng. Anh chỉ biết gom góp của người khác cho mình và gia đình anh. Anh không cần quan tâm đến đau khổ của ai cả. Tuy anh rất giàu có, nhưng cái gì có lợi thì anh tìm cách đưa về cho gia đình anh, dù đó là anh em ruột hay bất cứ người nào khác. Không bao giờ anh biết giúp đỡ, dù chuyện nhỏ nhặt. Đối với mọi người, anh đối xử rất tệ. Càng kể, chị càng thấy đau lòng cho con người đặc biệt này. Ngay khi ba chị chết, anh tự động đến trại hòm và tự đặt mua hòm loại tốt nhất, đẹp nhất để về liệm ba. Nhưng anh lại bắt chị trả tiền. Chị không đồng ý và chỉ lấy loại hòm hạng nhì. Chị chấp nhận trả tiền. Đến khi làm đám cho ba, anh gọi thợ chụp hình đến để chụp ảnh, rồi cũng kêu chị trả tiền. Lần này chị không trả thì anh lại có cử chỉ hành động không hay. Những năm 1978, tình hình kinh tế đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn. Mặc dù thời điểm ấy anh rất giàu, tiền của dư thừa, nhưng anh không bao giờ giúp đỡ ai, kể cả anh em trong gia đình mình. Sau khi chị vượt biên sang nước Úc, vật lộn với cuộc sống đất khách quê người, không ai thân quyến. Suốt 25 năm sống ở xứ người, đời sống từ từ ổn định. Khi chị trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách, nhìn đất nước đổi thay, chị thấy lòng vui vui. Những con người trước kia rất nghèo thì nay đã trở nên giàu có, cuộc sống ổn định, ấm no. Nhưng người anh thứ hai của chị năm xưa giàu có thì nay lại trở thành một người không mái nhà che thân, vì nhà cửa tiền bạc của anh đã bị vợ anh cướp đoạt và đuổi anh ra khỏi nhà. Chị về tìm những người thân năm xưa, tìm nhiều nơi, hỏi nhiều người mới biết anh thứ hai đang nằm nhà thương vì bị bệnh lao thời kỳ thứ ba. Gặp được chị, anh khóc nức nở như một đứa trẻ con mất mẹ. Anh nói với chị, bây giờ anh mới thấy quả báo của đời người. Đúng là quả báo nhãn tiền xảy ra ngay trong gia đình anh. Báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Trong âm luật vô tình của tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa cũng đã nói về vấn đề báo ứng của việc lãng phí thức ăn. Phán quan từng nói, lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng. Phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ơn sự cực khổ của nông phu, cảm ơn sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ơn sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng. Những thứ này là nhân duyên bên ngoài. Nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn trời đất. Nếu không có ánh sáng, không khí, đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực, cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại v.v. của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu nên mới nói nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt, ai biết trong bữa ăn mỗi hạt đều khổ nhọc. Nông phu phải dãi nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra.
chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu. Mỗi một người, chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến ở miệng. Do đó, chúng ta cần cảm ơn ơn dưỡng dục của cha mẹ. Lại nữa, chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Mỗi một người lúc đầu thai nhân gian thì ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp, gầy béo, quý tiện, tai nạn, tài sản, lúc nào thọ chung, đã được quy định sẵn hết rồi. Vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng. Có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần. Người bình thường đều không thể vượt qua cái định nghiệp này. Chỉ có hai loại người có thể ảnh hưởng định nghiệp này. Đó là người đại thiện và người đại ác. Lúc trước, lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đối khác. Những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu địa ngục ngũ cốc phong thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian đều bị thần câu sinh ghi lại hết. Khi thọ chung đến địa ngục ngũ cốc phong thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt, ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của người cần phải ăn hết. Câu chuyện thứ hai, quả báo nhãn tiền vì lòng tham. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì tự biết rằng sẽ cho họ quả ngọt. Hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ trái chín, ta cũng đã biết người đó sẽ thu về quả cay. Ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ. Phật xưa đã dạy, nhân và quả là lẽ tự nhiên. Nhân quả không phải Phật chế, nhân quả không do Thượng Đế tạo ra. Dù người có tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, vẫn tin rằng hễ làm lành thì kết quả lành, làm xấu thì nhận quả xấu. Ngày nay, đến các chùa hoặc trên băng đĩa, những lời ấy, chư Tăng đã nhắc đi nhắc lại hoài qua những thời thuyết giảng. Trên thế giới xưa nay, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực để ghi chép lại những chuyện nhân quả báo ứng, để cho người đời xem đó mà làm lành, lánh dữ. Nhưng trước mắt, cái lợi thu về quá lớn đã làm cho họ mờ mắt, để đến khi quả báo đã tới thì họ đành chấp nhận, chứ cái lợi kia nhất quyết không buông. Bởi vô minh nên cũng không biết rằng tự ta gieo tai họa cho ta. Thế nên Phật còn dạy, người trí sợ nhân, kẻ ngu sợ quả. Bởi người có trí, hiểu biết, đâu có gây cái nhân tham ác, mà không gây cái nhân tham ác thì làm gì có cái quả ác. Sau đây là câu chuyện quả báo tôi biết được mà ghi ra để mọi người đọc và suy ngẫm. Mấy mươi năm định cư nước ngoài, bác cư sĩ nọ một đời tính tâm quy y theo Phật. Ngoài tụng kinh niệm Phật, bác thường xuyên phát tâm hoan hỷ cúng dường tam bảo. Gặp ai khó khăn, bác cũng giúp, nên con cháu của bác ai ai cũng thành đạt, cuộc sống luôn bình yên. Giờ đây, mái tóc cũng đã điểm sương, bác mới có dịp trở về thăm quê hương đất mẹ, nơi sinh ra và nuôi bác khôn lớn. Sau những chuyến đi từ thiện giúp người, hỗ trợ bà con nghèo các nơi, cùng với ông bạn cũ chí thân từ thời trai trẻ, nhờ chú ấy đưa bác ghé thăm và đảnh lễ tam bảo trong ngôi chùa quê đã xuống cấp. Trước khi rời đất mẹ trở lại định cư nước ngoài, bác nhờ chú ấy đứng tên mua một thửa ruộng rồi bỏ vốn giao cho chú đó ở tại quê hương canh tác. Mỗi mùa,
chú được ăn chia theo tỷ lệ thu hoạch đã thỏa thuận với bác. Phần lúa còn lại, bác nhờ chú ấy đem cúng dường cho ngôi chùa đó để cùng nhau bồi công tạo phước. Tâm nguyện và việc làm ấy, bác với chú kia cũng chỉ một vài người nữa biết thôi. Nhưng ở đời không phải ai cũng như mình nghĩ, bởi người đạo tâm thì ít, mà kẻ tham thì nhiều. Khi từ giã quê hương, bác giao trọn quyền hành cho chú nọ. Thế nhưng khi thu hoạch những mùa đầu, chú chọn lúa tốt cho phần mình, lúa xấu đem cúng cho chùa. Dần dần về những mùa lúa sau, chú không còn mang qua cúng cho chùa nữa. Nhờ mua đúng thửa ruộng tốt, nhờ kinh nghiệm canh tác giỏi, nên mỗi năm thu hoạch, sản lượng càng tăng, khiến cho gia đình chú ấy cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Qua mấy năm bán nhiều lúa, ngoài sắm sửa, trong nhà, trong cửa, chú còn góp ít số tiền cũng khá. Bác kia từ nước ngoài nghe tin bèn gọi về nhắc nhở, chú vẫn bỏ ngoài tay. Nhưng quy luật xưa nay, hễ có nhân thì ắt phải có quả, như đã nói trên. Vợ và con các chú đang khỏe mạnh, tự dưng lần lượt từng người đổ bệnh. Bệnh từ nhẹ lần lần chuyển qua nặng. Bác sĩ nào hay cũng đến, lương y nào giỏi cũng tìm, thuốc đắt mấy cũng phải mua. Những đồ đạc trước chú mua sắm trong nhà rồi cũng lần lần bán hết, mà bệnh mỗi ngày một nặng. Từ một người ngày ngày siêng năng với đồng ruộng, giờ đây chú phải lo nuôi bệnh cho vợ và các con từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện thành. Ban đầu từ mượn trong họ hàng, sau cùng buộc lòng phải đi vay tiền góp. Căn nhà đang ở giờ chú cũng phải bán để trả lãi và mua thuốc men cho cả nhà. Nhưng rồi trải qua những năm dài đau bệnh, vợ và các con cũng lần lượt từng người bỏ chú mà đoàn tụ với ông bà ở bên kia thế giới. Giờ còn lại mình chú đơn độc trong căn chòi tranh rách nát trên vùng đất hoang cuối làng, với cơ thể khập khiễng, gầy gò, đen điêu, tiều tụy sau cơn khủng hoảng và đột quỵ. Vì nhu cầu thiết yếu nên tới đâu thì tới, chứ bám ruộng của bác kia chú cũng phải bán để trả lãi nợ nần cho cái ăn viên thuốc. Chú mong được chết, nhưng cái quả không lành từ lòng tham mà chú tạo nó không cho chú chết. Chú phải sống để cảm nhận những gì mình đã làm. Khi ngộ ra thì chú không còn đâu sức khỏe và tâm trí để chú sám hối. Ngoài nhà cửa, gia đình vợ con không còn nữa, đám ruộng của bác kia thì chú cũng đã bán mất. Nhưng cái nợ lớn với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, với thần linh chú vẫn mãi mãi còn, không những trong kiếp này và nhiều kiếp kế tiếp. Thế nên cổ nhân có dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thời vị đáo. Nghĩa là có thiện thì thiện báo, có ác thì ác báo, bây giờ chưa thấy báo là vì chưa đến. Câu chuyện thứ ba, quả báo nhãn tiền giết gió tơ chăm vợ bầu. Năm 2000 tôi cưới vợ, một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau vợ tôi có mang. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi, mỗi tuần tôi ép vợ ăn 3 bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay tôi giết mổ làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi. Ăn được vài tháng, vợ tôi kêu: "Anh ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại em cứ thấy ác ác thế nào ấy, con chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước, bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu, sau này con dễ bị động kinh." Tôi gắt: "Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để anh vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đấy, em cứ nhìn bác Lực hàng xóm nhà mình kia kìa. Chẳng ngày nào bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như vâm, người đô con như lực sĩ.
Thôi, ráng ăn đi em, cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ tôi sinh hạ được một bé gái bụ bẩm, kháo khỉnh. Tôi mừng rơi nước mắt. Có điều, lúc tôi chìa tay ra bế, đứa bé bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng vỗ về ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút con bé đã nín. Chuyển qua tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo, chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh, yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian. Từ bấy, những lúc nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm con. Được 2 tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Vội vã đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận. Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu, gây vàng da và niêm mạc. Vi khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của tắc mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tay. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi, tu nghiệp từ Úc về. Còn tôi được cứu sống. Đến tháng thứ 5, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng, 10 ngày sau lông mọc càng dày, khoảng 3-4cm, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ. Nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần, tôi tức tốc lên đường. Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng, khí trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù. Chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối âm u, khói sương bản lãng. Đường càng lúc càng gập ghềnh, miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ khổ hạnh kia. Lòng không khỏi băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghe đâu có tiếng gõ mõ, đến chậm rãi, khoan thai, cốc, cốc, cốc. Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu, trên cao bồng bềnh mây phủ, cây cối xanh mướt giống như chốn bồng lai. Tiếng mõ chậm dần rồi ngưng hẳn. Một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt. Tôi khom mình, vốc nước uống, hương vị mát lạnh, thanh lương đến thơm cả miệng. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng giật mình, phát hiện có người đứng bên bờ suối. Nhìn kỹ, thấy một cụ già, tóc búi cụ hành, râu bạc như cước, bận bộ quần áo lụa màu trắng. Một cơn gió thoảng qua, râu tóc tà áo ong phơ phất, ánh mắt hiền từ, thần thái cốt cách như một tiên ông. Bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá, quen thuộc quá, cứ như là ông bà, cha mẹ tiền kiếp của mình. Xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy thờ. Tôi đây, anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì. Tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình. Quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thăm sơn cùng cốc này. Cũng là lần đầu tiên gặp cụ, sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang vân vi suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây anh có giết thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen nào không? Chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây 3 năm, tôi có làm thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen,
cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện X. Lúc lôi nó từ trong lòng ra làm thịt, con khỉ cứ chắp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ. Lúc tôi lôi con khỉ từ trong lòng ra chuẩn bị làm thịt, nó cứ chắp tay lại tôi. Nhưng như thế thì vô lý quá. Trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo án chứ. Sau đó là đám quan chức lắm tiền nhiều của, bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà. Tại sao con khỉ đó lại chỉ nhằm vào mỗi mình con mà báo án? Đạo sĩ thờ ôn tồn giải thích. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ, giết, ăn, sớm muộn gì đều bị quả báo hết. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mọi người khác nhau, nên thời gian chịu quả báo cũng sớm muộn khác nhau. Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, đạo sĩ thờ đưa cho tôi 3 thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ, hàng ngày chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho con khỉ đó, thì con anh mới hết bệnh. Tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh. Tôi về thực hiện đúng những gì vị đạo sư căn dặn. Kỳ lạ thay, 10 ngày sau con tôi rụng hết lông, da dẻ nhẵn nhụi như trước. Câu chuyện thứ 4. Quả báo nhãn tiền cho người chồng ruồng bỏ vợ không sinh được con. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở vợ tôi, nhưng không phải không có hy vọng. Thế nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng. Vợ tôi cũng đâm ra chán nản, buồn rầu. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại thấy khó chịu. Mấy tháng trước, mẹ tôi có điện lên nói: mẹ tìm được một cô gái cho con rồi, nếu mẹ không muốn ly hôn á thì cứ cho mẹ đứa cháu đi đã. Chưa chờ vợ mày đến bao giờ? Mẹ nói với mày ngay từ ngày xưa là đừng có lấy mà mày chẳng nghe. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi biết vợ cũng mệt mỏi và cố gắng từng ngày, nhưng tôi chấp nhận gặp cô gái mẹ giới thiệu. Quả thật, cô ấy rất dịu dàng và nói chuyện cuốn hút. Tôi giữ mối quan hệ đó một thời gian và quyết định vượt rào. Được vài tháng, cô ấy báo tin vui. Tôi trong lòng vừa mừng thầm, vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng lên chức, nhưng lo là làm sao ăn nói với vợ và làm sao để cho mẹ của đứa con tôi danh phận. Mẹ tôi thì liên tục giục tôi ly hôn, nhưng vợ tôi chẳng làm gì có lỗi. Và rồi tôi nghĩ ra một kế. Tôi có chơi với Tuấn, hai thằng thân nhau từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Tuấn cũng biết vợ tôi. Có lúc tôi vẫn thấy Tuấn nói khái tôi có phúc khi lấy được vợ. Nó cũng biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. Tôi đành tâm sự thật với nó. Tuấn chỉ thở dài một câu và nói: tao sẽ giúp mày, nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng có hối hận. Vợ mày xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì mày nghĩ đấy. Chỉ sau vài tháng, tôi cũng đã có đầy đủ bằng chứng về buộc tội vợ cặp kè với bạn thân của tôi mà ly hôn. Vợ tôi vừa ngỡ ngàng lại vừa sốc. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ ngờ chính tôi là người đứng sau mọi chuyện. Cô ấy chấp nhận ly hôn. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống của tôi và vợ mới chẳng được hòa thuận. Cô ta sanh con xong thì bỏ tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin. Thằng bé con tôi hiện tại cũng chỉ là thành quả tôi phải đổ vỏ cho những chuỗi ngày ăn chơi của cô ta. Nó không có tội nên tôi vẫn chấp nhận nuôi nó. Còn vợ tôi và bạn tôi, từ sau vụ đó, thằng bạn cũng không liên lạc với tôi nữa. Vợ tôi cũng cắt đứt hoàn toàn. Hôm trước,
Tôi đi siêu thị, tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay, vô cùng tình tứ. Cô ấy có vẻ cũng đang có bầu và được bạn tôi chăm sóc rất tỉ mỉ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng, bất lực, nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Mấy chục năm sống trên đời, tôi mới thấy mình vô dụng và ấu trĩ đến thế. Tôi mất đi vợ, cũng chẳng có cơ hội được lên chức. Tôi xứng đáng nhận quả báo cho những gì tôi gây ra. Câu chuyện thứ 5. Quả báo nhãn tiền cho người đập phá miếu thờ. Cổ nhân có câu, thà rằng khuấy động nghìn sông còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo. Luật nhân quả ở đời, làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Bất kính với thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Có rất nhiều người không tin vào nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp đã nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Đây là câu chuyện ở một làng quê hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. Năm 1949, trong làng bắt đầu thành lập lớp tiểu học, tổng cộng có hơn 20 học sinh. Lớp học được dựng trước sân của nhà ở phía đông làng. Ngôi nhà chính có 5 gian, gian phía tây là nơi ở của ông Phủ, bí thư chi bộ làng. Người dân trong làng đều gọi ông ta là bí thư Phủ. Mùa đông năm đó, trong lớp học không có gì sưởi ấm, thế là bí thư Phủ và giáo viên chủ nhiệm Minh bàn bạc đã quyết định cử hai người dân trong làng tháo dỡ một ngôi miếu trong làng, lấy gạch xây bếp lò sưởi. Khi đó, người dân vẫn rất tín ngưỡng thần Phật. Hai người dân này đến miếu thắp ba nén nhang, sau đó dập đầu cầu khẩn rằng: "Không phải chúng con có ý bất kính, đây đều là cấp trên sai lầm, mong chư thần chớ có trách tội." Sau đó đã phá bỏ miếu, chuyển số gạch về xây bếp lò. Qua mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm Minh bắt đầu cảm thấy hai mắt đau nhức, đau đến cả đêm không thể nào ngủ được, liền tìm thầy bói trong làng đến xem thử. Vị thầy này nói đây là nghiệp báo phá hủy chùa miếu tạo thành. Nhưng ông Minh không dám hứa xây lại ngôi miếu, vậy nên mắt cứ đau mãi suốt mấy tháng liền. Về sau lại bị thương ở chân và trở thành tàn phế. Trong nhà ông ấy cũng mãi luôn không được yên bình. Quả thực hết cách, đành phải lén lén đi xây một ngôi miếu nhỏ. Từ đó trong nhà mới yên ổn hơn một chút, nhưng cả đời không thể có con. Bởi vậy người vợ thường mắng ông thất đức, mới ra nông nổi tuyệt tử tuyệt tôn như vậy. Tình cảnh của bí thư Vũ càng thê thảm hơn. Bà vợ trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày cứ để con dao ngay trước giường. Hễ động một tí là cầm dao gây chuyện một trận khắp nhà từ trong đến ngoài. Con trai út của bí thư Vũ vào một ngày tháng chạp, không hiểu sao lại tự động cởi bỏ hết áo quần, chạy đến nằm sấp trên lớp băng giữa dòng sông, mặc cho mọi người khuyên giải, lôi kéo thế nào cũng đều không chịu rời đi. Bản thân ông Vũ cũng thường hay xảy ra chuyện. Một lần sau cơm tối, có cuộc họp dân làng ở lớp học, người dân trong làng đều đến đủ cả rồi, chỉ riêng ông Vũ không thấy đến. Có người đến phòng tìm, người nhà nói ông ấy đã đi từ sớm rồi. Đoán đã xảy ra chuyện nên mọi người liền chia nhau đi tìm. Lúc phát hiện ra thì ông Vũ đang nằm trong chuồng bò ở phía tây ngôi làng, đầu gục vào trong đống phân bò, khiến cho khắp đầu khắp mặt đều là phân bò. Mọi người khiêng ông ấy về nhà tắm gội sạch sẽ, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Ông nói: "Tôi trước khi đi họp đã vào chuồng bò đi vệ sinh, sau đó thì không còn biết gì nữa cả." Mọi người trong làng khuyên ông Vũ xây lại ngôi miếu trong làng, nhưng ông cảm thấy bản thân là bí thư chi bộ làng, là đại biểu của đảng trong làng, nhất thời không thể rẽ ngoặt như vậy được.
Vậy nên ông ấy cứ bị hành hạ như vậy suốt mấy năm. Trong nhà của họ thường hay xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Về sau, ông Phủ chưa được 40 tuổi thì qua đời, để lại một người vợ điên khùng và ba con trai, một con gái, gia cảnh vẫn mãi không khấm khá. Những năm 1970, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Lúc đó, có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay phổ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Nói là làm, họ đập ngôi miếu, dùng chân dẫm nát bài vị trong miếu. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Một trong hai người thanh niên nọ trở về nhà, sau khi vừa về đến nhà bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng của con trai mình khó giữ nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế, đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất, mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy, nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế, vừa đi anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Mọi người trong thôn cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và phước bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu quanh chúng ta. Do vậy, hãy gieo thiện nhân để gặt quả lành các bạn nhé. Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn. Dương gian có rất nhiều trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí. Nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. Nhà chị có 6 anh em, 2 trai 4 gái. Gia đình vừa đủ sống, không thiếu thốn chi hết. Ba chị thường đi làm về trễ. Nhiều lúc ba chị bị bạn bè rủ đi nhậu tới khuya mới về. Thế là đồ ăn do má chị để lại cho ba hôm sau đều bị ôi thiêu. Vì thời đó nhà chị chưa có tủ lạnh nên đồ ăn không thể để lâu được. Mỗi khi đồ ăn để lại bị ôi thiêu, má chị phải đem đi đổ với vẻ mặt buồn phiền. Khi đổ, má chị thường kêu lên: "Trời ơi,
rồi đổ. Cử chỉ hành động này kéo dài nhiều năm, nhiều tháng. Sau khi chị lớn lên thì gia đình ly tán. Ba thì đi lấy vợ khác, có thêm 7 người con. Cuộc sống với má và 7 người con vô cùng vất vả. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đời sống nghèo đói hiện ra rất rõ ràng trên từng khuôn mặt mỗi người trong gia đình. Lúc đó, chị mới 19 tuổi mà phải bước chân vào đời.